Bật mí 4 nghệ thuật giữ chồng bạn cần dắt túi. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Trong cuộc sống hiện nay, việc gìn giữ tình cảm vợ chồng là một việc làm rất quan trọng, bởi lẽ có vô vàn nguyên nhân đang rình rập để phá hoại hạnh phúc gia đình. Chính vì thế, nhiều chị em phụ nữ đang tìm kiếm và học hỏi kinh nghiệm để hâm nóng tình cảm. Bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn nghệ thuật giữ chồng tuyệt vời nhất dành cho bạn. 1. Bạn cần phải đối xử thật tốt với bố mẹ chồng. Như bạn đã biết, có rất nhiều cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra những tranh cãi vô cớ hay không sống được với nhau đều xuất phát từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chính vì thế, một trong những nghệ thuật giữ chồng tuyệt diệu nhất đó chính là bạn cần thiết lập mối quan hệ tốt với gia đình chồng. Đặc biệt với mẹ chồng thì bạn cần yêu thương như người mẹ đẻ của mình. Trong thực tế, có rất nhiều gia đình thường bắt con dâu phải nhập gia tùy tục, phải phục vụ gia đình chồng hết quỹ thời gian của con dâu. Cho nên, đây là nguyên nhân làm cho mâu thuẫn càng đẩy lên đỉnh điểm. Do đó, người con dâu khôn khéo thường phải biết dung hòa trong tất cả các mối quan hệ. Bạn cần phải đối xử với mẹ chồng một cách thật lòng và đúng mực. Đây sẽ là bí quyết giúp bạn giữ được chồng mình mà không hề có một xích mích nào. Nếu như hai vợ chồng bạn ở riêng, thì bạn cần tỏ ra quan tâm bố mẹ chồng bằng những cuộc điện thoại thường xuyên. Một trong những điều cấm kỵ nhất là bạn không được nói xấu bố mẹ của anh ấy. Bởi, người con trai nào cũng muốn bố mẹ của mình luôn được tôn trọng. Khi bạn làm tốt được điều này, không những bạn giữ được chồng mình mà thêm vào đó chồng bạn lại càng yêu thương và dành trọn trái tim của mình cho bạn. 2. Bạn cần phải biết nhẫn nhịn chồng mình khi cần thiết. Ông bà ta đã có câu, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, quả đúng như vậy. Bất cứ người đàn ông nào cũng thường hay nóng giận. Cho nên người phụ nữ nên biết để nhẫn nhịn thật tốt để giữ gìn cho ngôi nhà được êm ấm. Đặc biệt, đàn ông luôn muốn chứng minh cho người bạn đời của mình thấy được họ có sức mạnh và là người trụ cột trong gia đình. Thành thử nghệ thuật giữ chồng hiệu quả là người phụ nữ có giỏi giang tới mức nào thì khi về nhà cũng nên biết cách để chịu thua chồng của mình. Không phải bất cứ lúc nào bạn cũng là người nhẫn nhịn. Tuy nhiên, bạn cần dừng đúng lúc để tránh chiến tranh lạnh xảy ra. Bạn cần lưu ý một điều đó là khi hai vợ chồng có sự bất hòa, nếu có người thứ ba thì bạn nên để cho chồng mình trở thành người chiến thắng. Điều này là nghệ thuật giữ chồng cực đỉnh, đừng cố hơn thua với chồng để giữ thể diện cho anh ấy. Tuy nhiên, đa số chị em vẫn chưa thể thực hiện được, khiến cho người chồng của mình dễ rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Người đàn ông nào cũng muốn được khen ngợi, cho nên bạn hãy biết cách làm thế nào để nịnh chồng mình. Bạn đừng bao giờ so sánh anh ấy với bất kỳ người đàn ông nào nhé. Ngược lại, chị em cần tìm những điểm mạnh của anh bạn và luôn ủng hộ với mọi quyết định mà chồng mình đưa ra. Chỉ cần như vậy, anh ấy sẽ luôn sát cánh cùng bạn đi suốt cuộc đời. 3. Hãy chăm sóc bản thân và đáp ứng chuyện phòng the. Sau khi kết hôn, nhiều người đàn ông thường tỏ ra vô cùng chán nản trong chuyện chăn gối với người vợ của mình. Chính vì không còn cảm xúc với vợ, nên đã khiến cho các chàng tìm những cảm xúc lạ ở bên ngoài. Khi chàng có người thứ ba, thì bạn cần phải luôn chăm sóc bản thân mình để ngày càng đẹp hơn. Đây sẽ là nghệ thuật giữ chồng khi chồng có bồ nhí, khiến cho chàng một mực chung thủy với bạn. Hơn nữa, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể thiếu được chuyện ấy. Đối với họ, người phụ nữ càng tỏ ra hư trên giường thì họ vô cùng thích thú. Nắm được tâm lý đó, nghệ thuật giữ chồng trên giường tốt nhất của chị em đó là hãy luôn thay đổi tư thế mới mẻ khi hai làm chuyện phòng the. Trong khi cả hai người đang âu yếm với nhau thì bạn nên thoải mái tâm sự cùng với chồng để cho cả hai cùng hiểu về nhau hơn. Khi chồng có nhu cầu, cho dù có mệt mỏi đến nhường nào, bạn cũng nên đáp ứng một cách vui vẻ. Nhờ thế, chồng sẽ không còn muốn tìm đến những người con gái khác. Bạn nên giữ lửa gia đình để cho chồng cảm thấy nhà là nơi để về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Điều này sẽ là một trong những nghệ thuật phòng the để giữ chồng hay nhất mà chị em nên áp dụng. Khi quan hệ, để tự làm mới bản thân tránh cứ lặp đi lặp lại một thế duy nhất thì bạn cần học thêm những tư thế mới. Chỉ cần bạn làm tốt những bí quyết đó thì đảm bảo bạn sẽ chiếm trọn trái tim của chàng. 4. Bạn luôn nắm thế chủ động trong gia đình.
Khi sống trong cùng một nhà, bạn đừng để cho người chồng thấy bạn là người vô dụng. Bạn hãy thể hiện cho chàng biết được rằng, nếu như không có bạn thì cuộc sống của anh ấy sẽ bị đảo lộn đi rất nhiều. Bạn đừng quá phụ thuộc vào chồng, mà hãy độc lập về kinh tế và chăm sóc con cái của mình thật tốt. Khi đó, người chồng của bạn sẽ thấy được chia sẻ một phần gánh nặng trong gia đình để anh ấy bớt áp lực hơn. Vì lẽ đó, đây là nghệ thuật giữ chồng mà bạn cần phải áp dụng. Bài viết trên đây đã bật mí cho bạn nghệ thuật giữ chồng một cách tốt nhất. Hy vọng đây sẽ là những kinh nghiệm mà chị em cần áp dụng để giữ tình cảm hạnh phúc của gia đình. Nếu bạn vẫn không thấy hiệu quả thì nên tìm tới bùa yêu thầy Bá Vi. 5. Bùa giữ chồng thầy Bá Vi. Bùa từ thầy Bá Vi đã kiểm chứng thực tế khi giúp đỡ nhiều người phụ nữ có được gia đình hạnh phúc, đồng thời hoàn toàn lành tính, nên chị em hoàn toàn yên tâm khi dùng bùa thầy Bá Vi nhé. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy Bá Vi giúp. Khoảng 3 tháng nay, chồng con không còn tình cảm với con nữa, sống rất lạnh nhạt. Mặc dù con đã xuống nước làm lành, áp dụng đủ các kiểu mà vẫn không ăn thua. Muốn nói chuyện mà anh ấy không hợp tác, con đang nghi chồng con có người thứ ba. Từ trước đó thì hai vợ chồng có mâu thuẫn rồi cũng làm lành ngay, mà giờ khoảng 3 tháng rồi không còn thiết tha với vợ nữa, hỏi câu gì, nói câu đó. Gia đình con đang bên bờ vực của sự chia ly. Con mong thầy Bá Vi làm bùa gắn kết tình cảm hai vợ chồng con để được sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Nếu anh ấy có người thứ ba, con cũng mong thầy Bá Vi dẹp bỏ cho con ạ. Con không muốn gia đình con chia ly vì con còn có hai cháu đang cần sự yêu thương của bố mẹ. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Để liên hệ với thầy Bá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com.
Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.